quý khán giả đang đến với chương trình Chuyện Hậu Trường của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm mới trong hai chương trình, đó là chương trình Truy Tìm Cao Thủ và Phụ Nữ Ngày Nay. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua top 10 các chương trình và phim được yêu thích nhất cũng như là đón xem nhiều nhất trong tuần qua quý vị nha. Vị trí thứ 10 bảng xếp hạng tuần qua là chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Phim Trói Buộc Yêu Thương góp mặt ở vị trí thứ 9. Chương trình giải trí quen thuộc Vợ Tôi Là Số 1 tiếp tục được khán giả yêu thích và đón xem. Dưới lối dẫn dắt dí dỏm của MC Đại Nghĩa, các cặp đôi thi thố nhiệt tình và nội dung gần gũi. Tuần qua, chương trình đứng ở vị trí thứ 8 bảng xếp hạng toàn quốc. Chương trình Đấu Trường Ngôi Sao phát sóng lúc 21 giờ thứ 5 hàng tuần. Tuần qua, với dòng thi được mong chờ mang tên Tình Khúc Bolero, chương trình đã giữ vị trí thứ 7 trong top 10 chương trình được xem nhiều nhất trên cả nước. Chờ em chưa đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ. Chương trình Ai Là Triệu Phú tuần qua góp mặt ở vị trí thứ 6. Vừa lên sóng với nội dung và hình thức hoàn toàn mới, vừa đảm bảo tính giải trí lại vừa lan tỏa yêu thương. Chương trình Chơi Phải Thắng lúc 21 giờ thứ 3 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 ngay lập tức thu hút khán giả và góp mặt ở vị trí thứ 5. Đây cũng là chương trình có lượt xem nhiều nhất trên hệ thống THVLI tuần qua. Chương trình truyền hình Chân Ái xếp vị trí thứ 4. Phim Lửa Ấm đứng ở vị trí thứ 3 bảng xếp hạng tuần qua. Đương tử Thanh Nhi. Bộ Tết Việt Nam Hai Chàng Hảo Hứng diễn biến gây cấn hơn khi Hảo và Hứng bắt đầu có những lựa chọn cho riêng mình. Có hay không việc tràn nứt tình cảm huynh đệ keo sơn bấy lâu chính là điều khán giả hồi hộp chờ đợi. Hãy tiếp tục theo dõi vào lúc 19:45 Chủ nhật hàng tuần quý vị nhé. Bạn bè thì phải đồng chí hướng để nhất quyết theo con đường đó. Nếu vậy thì cắt đứt đường ai nấy đi. Huynh Gia Bảo đang toan tính gì khi nhất định phải cưới Lan Anh? Cuộc sống sau hôn nhân trong hào môn có như Lan Anh mong đợi? Bảo, nó đòi cưới cô về bằng được, nhưng không ngờ bây giờ nó lại bỏ bê cô như vậy. Vật chứng gì từ 14 năm trước Lan Anh đang giữ khiến bà Khuê lo sợ? Những diễn biến gây cấn hấp dẫn đó giúp phim Vua Bánh Mì tiếp tục giữ vị trí quán quân tất cả các bảng xếp hạng khu vực và toàn quốc tuần qua. Hãy tiếp tục theo dõi phim Vua Bánh Mì lúc 20 giờ thứ 2 đến thứ 7 để có câu trả lời quý vị nhé. Mà là anh Bảo nhặt được cách đây 14 năm ở trước sân nhà mình đó. Cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ các chương trình và phim trên truyền hình Vĩnh Long. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng với MC Minh Xù khám phá hậu trường Truy Tìm Cao Thủ ngay bây giờ thôi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Chuyện Hậu Trường trên đài Vĩnh Long. Cùng với chương trình Truy Tìm Cao Thủ ngày hôm nay, Minh Xù đang có mặt tại hậu trường. Chắc chắn rồi. Và đặc biệt hơn hết là đang chuẩn bị để có thể trước khi quay hình lên sóng của chương trình. Mà có một người... Thôi, thay đồ cái gì bắt cóc luôn ở đây. Đây, quý vị, đây là Dương Thanh Vàng.
một nghệ sĩ đã rất là gọi là thành công trong cái show này đó quý vị. Thành công là có điểm nhấn. Có điểm nhấn. Có điểm nhấn, và ai coi chương trình cũng nhớ là Vàng là một cái người mà rất là nhiều những kiến thức, rất là nhiều những cái sự lập luận và sắc sảo, sắc bén, mà bên cạnh đó còn có những cái chiến thuật chơi riêng của bản thân mình nữa. Sao em mù ba? Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường. Ngày hôm nay Vàng trở lại cùng với tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Thì lần này là lần thứ mấy chục em tham gia cái game này rồi. Thì lần nào khán giả cũng có nhiều comment và mình cảm thấy mình vui. Và khán giả vẫn cho rằng cái chiến thuật chơi và cái cách chơi của em là một cách chơi thú vị. Thì em vẫn luôn phong độ, em giữ vững cái phong độ đó để em có thể tiến vào cuộc chơi này một cách thoải mái nhất. Và chọn những câu hỏi khó nhất để thử thách những người chơi bạn và thử thách luôn những khán giả ở nhà cùng suy luận, cùng động não cùng với em luôn. Đồng ý, đây là một cái điều thú vị của chương trình. Bên cạnh cái việc là phải phán đoán xem ai là cao thủ rồi đi tìm đồng minh rồi tìm phe với nhau, nhưng bên cạnh đó còn có những câu hỏi ha, đố vui đố mẹo, rồi những câu hỏi về kiến thức nữa. Cái điều mà Minh Sù cảm thấy thích nhất ở chương trình này, đố em biết điều gì? Đó chính là cái sự là em đó. Không, em là nói riêng thôi, nghệ sĩ là nói chung. Tất cả những nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta sẽ đến đây, họ đến nhiều lĩnh vực lắm quý vị. Có là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, rồi MC, rồi rất là nhiều lĩnh vực luôn, rapper, nhiều thế hệ. Rồi đó, rồi dancer. Đúng. Mà em biết không, mùa này nha, có những anh chị gọi là kỳ cựu luôn, đã thành danh rất là nhiều năm rồi. Và mình có thể là gọi là cô chú, nhưng vấn đề là mình gọi là anh chị cho trẻ trung. Và đặc biệt là các anh chị vẫn đến với chương trình để chơi. Quý vị biết ai không? Bật mí được không? Bật mí được. Em bật mí trong Chuyện Hậu Trường luôn. Ok. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Và nghệ sĩ ưu tú Hoài Mỹ. Nếu như mọi người theo dõi và đồng hành với mùa 3 thì mọi người sẽ nhận thấy được rất là nhiều những gương mặt nghệ sĩ mà chúng ta đã từng yêu mến. Và quý vị khán giả ở nhà đó thì có ông bà cô chú ba mẹ hay là con cháu ở nhà vẫn có thể là xem chương trình này được nha quý vị. Và ngày hôm nay ở đây trong Hậu Trường thì Minh Sù bắt cóc được ai? Minh Sù bắt cóc đây anh Tài. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh vô đây. Tạm Đình Thái Ngân, vô ô xét vô đây luôn. Trời đất ơi, chưa chơi thì lên đây. Mình nói cảm giác xíu, quan viên hai họ đầy đủ quá đi nè. Quý vị ơi, Hậu Trường đó cho nên là có cái gì mà nó sơ sót thì mọi người bỏ qua giùm em. Nhưng mà nó vui. Đó, đây ô xét. Nét giả trân nha, cái nét giả trân nha. Đây là ô xét, đây là Phạm Đình Thái Ngân, đây là Ngọc Ánh, đây là Tài, đây là Giới Thiệu Dòi ha, là Dương Thanh Vàng. Ok. Đây là hai nhân vật mới vừa chơi xong, để xem là họ nói gì về mùa thứ ba của Truy Tìm Cao Thủ nha. Phạm Đình Thái Ngân. Dạ em cảm thấy rất là tri ân chương trình. Dạ là tại vì mùa này được dạ là tại vì mùa này có đem thêm hai cái ghế cho những người bị loại. Rất là nhân văn đó. Dạ rất là nhân văn, tại vì em từng chơi một mùa rồi nhưng mà mùa trước là tự nhiên loại xong đi về luôn, loại xong đi về luôn, không có còn ngồi đó. Nhưng mà mùa này thì có hai cái ghế góp lại ăn tiếng nói rất là vui hơn rất là nhiều. Lần này khác em ạ, bởi vì sao? Loại thì không bị mất hình, loại mình vẫn được lên hình như thường. Đó là điều đặc biệt của mùa mới. Giờ mới hiểu hai ý nghĩa hai cái ghế đó. Em thấy không? Không, thí dụ MC ta cần một cái thôi. Ví dụ như chương trình thương anh, chương trình làm cái ghế cho anh ngồi đỡ mỗi chân thì không, nhưng đây là hai cái luôn. Anh ngồi sao đủ hàng ghế VIP Sweet Box. Đó. Thôi. Để mình ra rạp mình coi phim. Em lên ướm thử là ngồi vừa không? Không, em thấy cái ghế đó em thích đứng hơn. Em cảm thấy em thích đứng hơn, đứng này hơn. Ai cũng nói vậy. Yeah. Và cũng sẽ lên đây ngồi thôi. Vâng, còn ô xét sao? Em thấy là chương trình rất là thú vị, có nhiều câu hỏi rất là hay. Em rất thích chơi mấy cái trò giải đố, cho nên là chương trình hôm nay thì có nhiều câu hỏi rất thú vị, cho nên là em rất thích. Mà bí mật với mọi người, nhưng mà hôm nay bật mí luôn. Tính là đợi chương trình của Oset với lại Phạm Đình Thái Ngân lên sóng thì mới nói, nhưng mà không, đây là một chàng trai mà mọi người phải canh coi nha. Oset nha, thể hiện rất là tốt trong show luôn. Rồi bên đây hai nhân vật sắp sửa sẽ lên sóng. Sắp sửa chơi chưa? Chơi chuẩn bị chơi chưa? Chơi lần nào luôn? Chưa, đây là luôn. Lần đầu tiên tham dự mùa này luôn. Thì mặt trẻ nha, thì cảm thấy rất là ấm ức luôn, tại sao những mùa trước anh không được tham gia. Rồi bây giờ là hai chồng này sao, có đôi lời chia sẻ với mùa thứ ba không, tại vì sẽ có nhiều sự thay đổi đó. Em là tham gia được một mùa rồi. Nhờ cái trí thông minh của mình với lại cái sự bởi vì là ẩn mình
ẩn mình một cách mà gọi là tuyệt vời con nhất thôi, cho nên xảo. Yeah, hôm nay bị loại từ vòng đầu tiên. Nhưng mà sao thằng bé này nó nói là không có ghế trong mấy cái mùa trước, em nhớ là có mà. Không, mấy mùa trước có đâu. À, cái ghế ngồi ngoài. Nhưng mà mùa này là ngồi trên sân khấu để coi show. Bị ngồi sân khấu luôn hả? Em 5 năm trời em tham gia chương trình này, 3 mùa là mười mấy tập em tham gia, là lần nào cũng bị loại số 1 á. Ờ vậy hả? Em gian quá chứ. Ok quý vị thân mến, đây chính là một số thôi hình ảnh hậu trường cũng như là những nghệ sĩ khách mời tham gia vào chương trình. Hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ nha, vào khung giờ vô cùng quen thuộc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Qua 2 năm phát sóng, chương trình Truy Tìm Cao Thủ đã trở thành điểm hẹn lý thú của các gương mặt nghệ sĩ trẻ và mang lại những giờ phút giải trí vui nhộn nhưng không kém phần hồi hộp gây cấn cho khán giả. Năm 2021, với những điểm nhấn mới mẻ, mỗi tập có sự tham gia của 4 game thủ là các nghệ sĩ được yêu thích nhất hiện nay, hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn. Với những câu hỏi vừa hài hước lại vừa cung cấp thêm kiến thức bổ ích, cùng sự quá trang đầy bất ngờ của những người chơi sau khi nhận thẻ quyền năng để ẩn mình ở lại tới vòng cuối và giải thưởng 10 triệu đồng. Hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình Truy Tìm Cao Thủ 2021 lúc 19:15 thứ tư hàng tuần quý vị nhé. Không ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đó chính là chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với sự dẫn dắt duyên dáng của MC Lưu Hòa Trinh. Những ý kiến phân tích, tư vấn thấu đáo của các chuyên gia tâm lý hàng đầu cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng để đưa ra những ý kiến bình luận sôi nổi về những vấn đề xoay quanh đời sống hàng ngày mà chủ yếu hướng đến hình tượng người phụ nữ hiện đại. Theo tôi nghĩ rằng là chương trình của ngày nay là một cái chương trình rất là đặc biệt, bởi vì có sự tham gia của cả chuyên gia tâm lý, của cả những nhân vật khách mời rất là nổi tiếng, và thông qua chương trình thì gợi mở cho tất cả quý vị khán giả những cái tình huống rất là thực tế thông qua các bài tiểu phẩm. Và bên cạnh đó thì khi kết chương trình thì lại có một cái phần trò chơi để mà mọi người cùng chiêm nghiệm và mở ra rất là nhiều cái bài học rất là giá trị. Và vì vậy thì rõ ràng đây là cái chương trình nó vừa mang tính giáo dục, nó vừa có những cái yếu tố về giải trí, vừa những yếu tố về mũi nhọn, thì nó lại phục vụ rất đông đảo cho cái nhu cầu, cái thị hiếu của tất cả quý vị khán giả. Và hơn hết thì cái thời lượng phát sóng cũng như là cái khung giờ phát sóng thì rất là đẹp, nên chắc chắn là tất cả những khán giả đều có thể đón xem và mang lại những cái thông điệp, những cái thông tin cũng như là những cái bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Cá nhân tôi nghĩ rằng là với những cái số mà tôi được tham gia thì không chỉ tôi đóng vai trò một chuyên gia để nó có thể giải đáp, mà thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng học được thêm rất nhiều những cái tình huống thực tế. Và bên cạnh những cái sự chia sẻ của các nghệ sĩ khách mời, nhưng mà hơn ai hết thì tính chất rất đặc biệt của chương trình đó là những cái hoạt động trò chơi rất có ý nghĩa, chỉ ngắn gọn thôi nhưng mà nó mang lại thông điệp rất là sâu sắc. Và chắc chắn là thông qua cái quá trình trải nghiệm thực tế thì chúng ta mới rút ra được những cái bài học giá trị và những cái kinh nghiệm cho chính bản thân của mình. Đây là một cái chương trình nó không quá dài, nó không quá ngắn, tức là nó có sự đan xen giữa đời thường, nó có sự đan xen của dưới chuyên môn và nó có một tí xíu về giải trí, tức là có những cái phần game, nên là cho mình xem cảm thấy rằng là vừa học vừa chơi. Lên sóng từ tháng 4 năm 2018, đến nay chương trình vẫn giữ được nội dung phong phú, đa dạng và gần gũi khi đưa ra những vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày, mang đến những góc nhìn đa chiều để người xem có thể rút ra được những bài học cho riêng mình, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa này, hơn cả một chương trình giải trí, trong năm 2021, Phụ Nữ Ngày Nay tiếp tục được cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, để chương trình ngày càng sinh động hơn, hấp dẫn hơn và có thể tương tác với khán giả nhiều hơn. Đừng bỏ lỡ những tập phát sóng của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Hy vọng với những hình ảnh hậu trường vừa rồi đã giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về chương trình. Và quý khán giả cũng đừng quên tiếp tục đón xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ và Phụ Nữ Ngày Nay quý vị nhé. Còn bây giờ chương trình Chuyện Hậu Trường xin được nói lời chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.